liên quan tới vụ va chạm tàu tại miền bắc Hy Lạp, theo thông tin mới nhất, lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm người sống sót trong vụ tai nạn kinh hoàng. Tính đến sáng ngày 2 tháng 3, số người thiệt mạng đã tăng lên 43 người, trong đó có nhiều nạn nhân không nguyên vẹn, phải xét nghiệm adn để nhận dạng. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis gọi vụ va chạm giữa hai đoàn tàu là tai nạn đường sắt kinh hoàng chưa từng có tại đất nước này và cam kết tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ độc lập. Ông Mitsotakis cho biết, nguyên nhân của vụ việc nhiều khả năng là do sai lầm nghiêm trọng của con người nhưng không giải thích gì thêm. Chuyến tàu từ Athens đến Thessaloniki chở 350 hành khách, trong đó đa số là sinh viên trở về sau lễ hội hóa trang ở thủ đô. Tàu chở khách này va chạm với một tàu chở hàng chạy ngược chiều trên cùng một tuyến gần Van Uptimel, một thung lũng sông cách Athens khoảng 380 km về phía Bắc nhà chức trách Hy Lạp đã bắt giữ trưởng ga tại điểm dừng cuối cùng của đoàn tàu ở thành phố Larissa. Người này được cho là chịu trách nhiệm về hoạt động giao thông đường sắt trên đoạn đường dây xảy ra vụ việc. Danh tính của ngày này vẫn được giữ bí mật. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hy Lạp Costa Karamanlis đã từ chức sau vụ việc. Karamanlis cho biết, ông đã thực hiện mọi nỗ lực để cải thiện hệ thống đường sắt của Hy Lạp, vốn ở trong tình trạng không phù hợp với thế kỷ 21. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng cần cầu và các máy móc hạng nặng khác để di chuyển những mảnh lớn của đoàn tàu, để lộ ra nhiều thi thể không còn nguyên vẹn. Ít nhất 43 nạn nhân thiệt mạng đã được phát hiện và đưa đến cơ quan khám nghiệm, kiểm tra ADN vì phần lớn đã biến dạng, không thể nhận ra, theo Robini Leon Dari, trưởng cơ quan điều tra tại Larissa. Cơ quan chữa cháy Hy Lạp cho biết, đến tối ngày 1 tháng 3, 57 người vẫn được điều trị tại bệnh viện, ít nhất 6 người trong số đó phải chăm sóc đặc biệt, 15 người đã được xuất viện. Hơn 200 người may mắn không bị thương hoặc bị thương nhẹ trong vụ việc đã được đưa đến Thessaloniki, cách địa điểm xảy ra vụ tai nạn khoảng 130 km.